Ngày 19 tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman trong một bức thư được chia sẻ trên Twitter xác nhận bà đã từ chức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Liz Truss đang đối mặt với làn sóng kêu gọi từ chức. Trong bức thư, bà Braverman viết: "Giả vờ như chúng ta không mắc sai lầm, cứ tiếp tục như thể mọi người không biết chúng ta đã phạm sai lầm và hy vọng rằng mọi việc bằng một cách thần kỳ nào đó sẽ trở lại ổn thỏa, đó không phải là làm chính trị một cách nghiêm túc." Bộ trưởng Braverman nói thêm rằng: "Tôi đã phạm sai lầm, tôi xin nhận trách nhiệm, tôi xin từ chức." Sự ra đi của bà Braverman có nghĩa là Thủ tướng Truss hiện đã mất hai bộ trưởng cấp cao nhất trong vòng chưa đầy một tuần. Cả hai đều bị thay thế bởi các chính trị gia không ủng hộ cho bà Truss. Lùm xùm mới nhất ở chính phủ Anh diễn ra chỉ vài giờ sau khi bà Truss phải đối mặt với phiên họp gay gắt tại Quốc hội và bị nhiều nghị sĩ phản đối. Lãnh đạo của Đảng Lao động cho rằng, sau 6 tuần hỗn loạn với các chính sách đảo ngược, Thủ tướng Truss nên từ chức. Vậy tại sao bà vẫn ở đây? "Tôi là một chiến binh, không phải là một kẻ bỏ cuộc." Bà Truss đã đấu tranh giữ vị trí của mình kể từ khi bà công bố một chương trình kinh tế chú trọng cắt giảm thuế vào ngày 23 tháng 9. Chương trình này đã gây chấn động trên các thị trường tài chính. Thủ tướng Anh đã chỉ định ông Grant Shapps thay thế bà Braverman. Việc bà Truss đưa người từng chỉ trích mình vào nội các được cho là nhằm chặn đứng một cuộc nổi loạn trong nội bộ. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng bảo thủ của bà Truss kém đảng lao động khoảng 30 điểm. Và theo công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov, bà là nhà lãnh đạo không được yêu thích nhất mà công ty từng theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.